Với mong muốn biến các tư liệu xưa cũ có giá trị lịch sử trở nên sống động, bắt mắt và tạo cảm hứng hơn cho thế hệ trẻ, bạn trẻ 9X Viên Hồng Quang ở Hà Nội đã lên màu cho hàng trăm bức ảnh và nhiều video phỏng vấn các nhân vật lịch sử. Những thước phim lịch sử trắng đen được phục chế màu do Viên Hồng Quang thực hiện đã thu hút được sự quan tâm của giới trẻ. Những tiến bộ vượt trội của trí tuệ nhân tạo và các máy móc kỹ thuật hiện đại đã khiến việc phục chế tô màu cho các ảnh và video đã được quay chụp từ quá khứ dần trở nên phổ biến và dễ dàng. Điều đó đã giúp Viên Hồng Quang lên ý tưởng cho việc phục chế màu cho những bộ phim tài liệu trắng đen có giá trị lịch sử của Việt Nam. Vì tôi hiểu là một người trẻ thì những hình ảnh và những cái câu chuyện, những thước phim đấy khi được làm đẹp, làm nét, làm rõ ràng hơn thì nó sẽ là nguồn cảm hứng rất lớn để cho những người trẻ như tôi tìm hiểu và hiểu hơn về những giá trị mà chúng ta đang có. Từ tháng 4 năm 2020, bên cạnh phim tài liệu về Bác Hồ, các gương mặt nổi tiếng như Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà ngoại giao Nguyễn Thị Bình, giáo sư bác sĩ Tôn Thất Tùng, sau quá trình phục chế tỉ mỉ, dày công của Viên Hồng Quang, các nhân vật lịch sử đã hiện lên rất sống động, chân thực và sắc nét. Khó khăn lớn nhất của tôi đó là tuổi đời còn trẻ nên là những hiểu biết về những cái giá trị lịch sử, những câu chuyện và những sự kiện lịch sử còn rất nhiều hạn chế. Cái thứ hai nữa, khả năng về trình độ, về công nghệ cũng còn khá nhiều là hạn chế. Tôi rất mong muốn là trong thời gian tới có thể tiếp cận được nhiều nguồn tư liệu quý hơn và từ đó tôi muốn phục chế được nhiều hơn và có thể nâng cao được khả năng của mình để có thể gửi tới được mọi người, đặc biệt là với những khán giả trẻ. Như những chuyến du hành vượt thời gian của các thế hệ hôm nay về quá khứ để hiểu, tôn trọng và yêu hơn lịch sử của dân tộc, đó chính là mong muốn của Viên Hồng Quang khi thực hiện dự án của mình. Hy vọng với tình yêu dành cho tư liệu cũ của Viên Hồng Quang sẽ là cầu nối đưa lịch sử đến gần hơn với giới trẻ.